mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 15 tháng 3, bùng phát tại châu Âu, Tây Ban Nha phong tỏa toàn bộ lãnh thổ, Việt Nam cách ly theo dõi hơn 35.000 người. Việt Nam ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với COVID-19 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 53, hiện có 35.221 người đang được cách ly theo dõi y tế. Trong khi cùng thời điểm hôm qua, số người được cách ly theo dõi là hơn 27.000, tăng hơn 8.000 người. Đến 7 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 3, trang thống kê toàn cầu Eurometer cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là 156.433 người, số ca tử vong là 5.821 người và số ca hồi phục là 74.461 người. Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Việt Nam, tổng số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 53. Theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến tối qua ngày 14 tháng 3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 53 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi. Ngoài ra, có 101 trường hợp đang cách ly để theo dõi dấu hiệu, 35.221 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe vì tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch. Số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay bao gồm một phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 17. Một nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu Hàn Quốc và trở về Việt Nam ngày 4 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 18. Hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6 tháng 3, bệnh nhân 19, bệnh nhân 20. Một nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17, bệnh nhân 21. 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam, từ bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31. Một phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27 tháng 2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 32. Một bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam, bệnh nhân 33. Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington, Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020 nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân 34. Một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 4 tháng 3 năm 2020, có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị điện máy xanh sau này, xác định là bệnh nhân 22 và bệnh nhân 23. Bệnh nhân 35. Ba người ở Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 36, bệnh nhân 37, bệnh nhân 38. Một nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, có tiếp xúc với bệnh nhân 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân 39. Ba người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số bệnh nhân 34, bệnh nhân 40, bệnh nhân 41, bệnh nhân 42. Một nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số bệnh nhân 38, con râu của bệnh nhân 34, bệnh nhân 43. Một nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số bệnh nhân 37, nhân viên của bệnh nhân 34, bệnh nhân 44. Một nam giới trú quán tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 ngày 3 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 45. Một phụ nữ 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London, Anh về Hà Nội ngày 9 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 46. Một phụ nữ 43 tuổi, là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân 17, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 17, bệnh nhân 47. Một nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi trong xe ô tô với bệnh nhân 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân 34, bệnh nhân 48. Một nam giới 71 tuổi, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2 tháng 3 năm 2020, là chồng của bệnh nhân 30, bệnh nhân 49. Một nam giới 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 50. Một phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QG968 ngày 11 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 51. Một phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long, Quảng Ninh, là hành khách trên chuyến bay từ London, Anh về Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân 52. Một nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Séc, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10 tháng 3 từ chuyến bay QG970 có quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar, bệnh nhân 53.
các tỉnh có người mắc COVID-19, Vĩnh Phúc 11, Thành phố Hồ Chí Minh 7, Khánh Hòa 1, Thanh Hóa 1, Hà Nội 9, Ninh Bình 1, Quảng Ninh 5, Lào Cai 2, Đà Nẵng 3, Huế 2, Quảng Nam 2, Bình Thuận 9. Trên thế giới, châu Âu tiếp tục là tâm điểm của đại dịch. Theo thống kê của Euromonitor, WHO ghi nhận đến sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.824 ca nhiễm và 3.189 ca tử vong do COVID-19. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem tin. Hãy đăng ký kênh để cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mới nhất.